Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, qua phần luận giải về tử vi của tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 12 âm lịch sẽ giúp cho quý vị thay đổi vận mệnh để có được bước đi đúng đắn trong tương lai. Đồng thời qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ chỉ ra cho quý vị những cách hóa giải về vận hạn đơn giản giúp cho quý vị có được cuộc sống may mắn và thành công. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải về lá số tử vi chi tiết cho tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống, họ chịu nhiều phen lao đao vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng mà luôn thuận theo xu hướng. Đây chính là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí cảnh giác hơn người của họ, giúp cho vận thế của họ, tuy nhiên không có nhiều nổi bật nhưng vẫn có phát triển khá tốt. Quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến cho họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ thuận lợi. Tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu là khá lý tưởng đối với người tuổi Bính Tý. Mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển nhất định. Nếu không ngừng cố gắng tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt hơn. Tình hình tài chính nói chung ổn định. Nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, gia chủ có thể làm quen với vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Bính Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này với những người đang học lên cao, tiến triển thuận lợi, gia chủ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra mà bước sang trang mới của cuộc đời. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều, cho nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể bắt đầu với việc thực tập ở một cơ quan tổ chức nào đó để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuổi trẻ càng xông xáo bao nhiêu, tương lai lại càng tươi sáng bấy nhiêu. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên. Vì thế, hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với Bính Tý đã đi làm, có được may mắn trong công việc nên sẽ được tăng lương trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên cũng cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào. Nếu không sẽ dễ dẫn đến các bệnh về dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra,
trong tháng này cần phải hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ có tai ương bất ngờ. Người tuổi Bính Tý còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống tập luyện, nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm đó chính là cắt giảm, thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cũng cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý. Mệnh chủ Bính Tý sinh năm 1996, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Bính Tý sinh năm 1996. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Dù là nam hay nữ, bạn cũng nên tích cực mở rộng các mối quan hệ, không nên rụt rè chờ đợi người khác. Trong bất kỳ một chuyện gì, nếu như bản thân mình chủ động cũng chiếm được ưu thế hơn. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 12 âm lịch. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Tý. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.